Ủa Chào Quốc Hồng. hết, hello con, hết diễn viên hài anh sao mới đưa lên kia vậy mày? Đúng rồi, hôm nay mình phải lên diễn hài một bữa. Nay chủ đề nói vụ gì, vụ thông tin báo chí đó phải không? Báo heo mẹt, báo heo mẹt. Thì cách mà tao nhắc tới cái vụ này tao cũng nhớ, tao bị chửi te tua rồi mà Đó. cũng cái chủ đồ qua. Mày có nhớ vụ đó không? Cái vụ của mình đã phát giác được, Có. mình đã phát giác những cái chuyện này nó đã từ lâu rồi, nhưng mà có điều kia mình viết Đúng mà đăng rồi. đút lên là chúng nó đè đầu ra, chúng nó chửi. Thôi mình nói mày nghe một cách đơn giản vậy, có nghĩa là tao nghĩ là loài người chứ không phải riêng gì Việt Nam đâu, hầu như là nó có những cái bản chất này giống hiểu như là thứ nhất là ga tức ở, thứ hai là coi như là họ có những cái họ không thích mình hoặc không ưa mình thì họ làm đủ mọi cách, mặc dù họ biết, họ biết cái điều đó là sai đấy, nhưng mà họ làm cho bỏ ghét đó, nó còn ngộ chứ đó. Cũng giống Dạ. như bố thì thường thường bố đi lên với mày rồi xong rồi tất cả rồi xong rồi nói một vài câu chuyện mà mình muốn nói rồi xong mình xuống, chứ mà bố không quan tâm, bố không coi lại được bữa đứa nào mà nó lên đó. Nó nói bố ở bên bố bỏ lên YouTube có nhiều người coi lắm này cái đại khái thì mình ghé mắt thì mình coi thôi, rồi mình cũng phải đi lo làm công chuyện mình không để tâm rồi đó. Nhưng mà vô tình mấy lúc gần đây ta lại hay coi, khoái coi cái vấn đề ta bình luận dưới đó, thì có những người khen người chê thì Dạ. không quan trọng, nhưng mà có những người buồn cười lúc kia, Đúng rồi. họ nó không, nó nói mình nó không có có phản biện lại mình được cái gì cả, thì nó nói sao đúng một cái chai già này miệng thối miệng miệng đang thùi đủ cái gì cũng chẳng vô đâu đâu chứ. Nó kỳ cục cái chủ đề mình đó thì nó không phản biện đu mấy cái cha gì đồ ăn nó xạo luôn quên miệng thúi gì luôn bắt mớ gì đồ bánh gì đó thế đó, đó ta muốn nói cái điều nghĩa là khi khi mà nó không thích mình thì nó tìm mọi cách đồ, thành ra tao nói thiệt nó khổ ghê, tao nói mà rồi cái người Việt Nam mình bẩn bựa À, chà mà đạp. nó hay ngay thẳng thì nó ngay thẳng, mà nó không ngay thẳng thì cỡ nào nó cũng không ngay thẳng cả. Ô, nó kỳ cục Dạ. nha. Thí dụ như mà đưa một cái cây tao thí dụ thôi nha, một cái cây mày cảm thấy là cái cây đó thật sự là chính xác, nó ngay được cây thước đủ cây thước đủ, mà đêm đó mà hỏi đùng mà thấy cái cây nó ngay thẳng chừ mà nó ghét mà nó cũng xích đụng thẳng cái gì đủ cái đó mà thẳng cái gì đủ mà hỏi sao mà cái cây không thẳng đủ mà hỏi tao đập quẹo bây giờ đủ chứ không đủ quá. Có nghĩa là đối với nó là tìm mọi cách, mặc dù nó biết cái điều đó là 100% là đúng mà nó cũng không cho, Dạ. nó kỳ cục cho nó, và nó Cái bờ. riết rồi mình cảm thấy riết rồi mình cảm thấy nó, tao nghĩ tới cái thuở mà ngày xưa tao còn nít đó, tôi là thời mình đi học học sinh thì nó có những cái đó là kêu mà thằng Duy Nguyễn hay nói là kêu mà cãi nâu thì đủ mà, bướng bướng mà coi thì cãi gì cãi cũng được rồi, mà cãi mình cãi cho qua thôi đại khái vậy. Thì nhưng mà nó khổ, nó hai cái thái cực nó khác, đó là báo chí là phải đem tiếng nói trung thực lại trở về cho nhân dân, cái điều đó là cái điều chính xác và cái điều đó ai cũng mong muốn cả, nhưng mà hầu như báo chí bây giờ nó y chang như con nít vậy, nó thẳng là như vậy. Tôi nhớ hồi xưa đi học ta mà rủ mà giờ mà nào mà dùng cái két thấy là bận mình quần đồ sạch sẽ mặc áo và đeo viết rồi bay lốt, ngày xưa là có cái viết bay lốt, nhớ ba ke bay lốt học sinh Đúng rồi, hồi bài xưa lót. là mà... Nhưng mà À, nhà mà giàu lắm mấy con cái mới được cái viết đó, là học bữa cái viết đó hồi xưa là mắc tiền đại khái là vậy. Ồ má dồn 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 địa thì sao nhét bạn mấy viết á. vô rồi à, Dạ. đồ má là kiếm chuyện quýnh đi giật nha, kiếm chuyện quýnh đi giật ấy đồ má mày trên tao mày rồi hết, tao đâu có làm cho mày đâu, quýnh tao đó đồ từ mặt mà thấy ghét tao quýnh được không, rồi vừa quýnh xong rồi lấy cái viết mất luôn đồ. Có nghĩa là y chang như một cái tròn nít, đồ có y chang như một con tròn nít, bởi tao mới nói khổ quá, bây giờ tao không bàn cái chuyện đó nữa, bởi vì kệ mẹ nó muốn nói gì nói, muốn sợ tao nói mày rồi, nó vô lý duyên nè, nó vô lý nè, nó làm những chuyện mà không tưởng, có nghĩa là thay trắng đổi đen này kia cũng là cái tờ báo hai mặt, nó thẳng là y chang những đứa con nít, nó mình vừa nói sao được bây giờ, mỗi người bởi vì mỗi người mỗi ý mà. Thì tao nói cho mày nghe, thậm chí những cái chuyện không, bây giờ chúng ta tao với mày xen vào cái mảng mà bên người mạng xã hội này, mà hai đứa chúng mình bố với con là coi như xen vào coi như là chính trị, mà chính trị nhỏ, có nghĩa là mình chỉ là người dân mình bàn theo cái chính Dạ. trị, nếu còn thấy cái mình không dám mình vào. Ngược lại ở trong cái xã hội này hầu như những chuyện xã hội không dính dáng về chính trị, nó cũng méo xẹo à, có cái là tôi ta buồn cười ở chỗ là cái con Thúy Nga mà lỡ biết con hài Thúy Nga nó qua bên Mỹ, nó coi mới đây là tôi mới coi được cái tin À. là nó mới có được cái thẻ xanh mất 2-3 tháng rồi thôi,
thì nó mua nhà, chuyện là ông cũng lệnh thẳng cái đó, cái chuyện kể trang á, tao không cần biết chuyện đó. Nhưng đúng mà rồi. Tôi nói mình cũng là báo đời, cũng là báo đời đi đủ. Báo rồi đó chuyện khác, báo kia nó chuyện khác, báo đó là chuyện... mà cái chuyện là chuyện nhỏ xíu, đối với mình là chuyện nhỏ xíu, chuyện cá nhân, chuyện mẹ kẻ cha cũng là mua, nhưng mà chỉ có một chuyện mua nhà, mua khu thi ai không mà nó bị cảnh sát đuổi ra thì thôi. Thế mà mỗi báo nói mỗi kiểu, mỗi đường mỗi kiểu, cái là hầu như hoàn toàn tối nào đúng đó. Không biết ai đúng ai sai. Đó là cái chuyện nhỏ nha, chuyện nhỏ như hạt cát, có nghĩa là chuyện cá nhân của một cá thể nhỏ xíu trong xã hội mà nó đã là như vậy rồi, thì thôi, mà cái chuyện lớn thì nó còn sao cỡ thế nào nữa. Tại vì ta mình thẳng này báo ở đây giờ ta không biết tin ai, nó thẳng lại vậy. Kể cả báo mạng cũng vậy, mà báo đời cũng vậy, nó thực bây giờ ta nói mà là báo đời báo hại không à. Chứ còn chuyện mà báo mà chính xác, bây giờ mình cái lựa ra những cái cổng thông tin của chính phủ thì mình coi thì được ok, bởi vì đó là người ta không thể nào nói xạo được. Mày nói đâu? Còn hầu như mà thậm chí cái báo công an, báo an ninh TV này kia nó cũng làm giả được, mà mới là ghê đồ quá. Tao hay hỏi mày đó, đó tao hay hỏi mày đó, đồ thằng qua tao đưa cái tin hỏi cái gì vậy, cái này thiệt mày, mày kia tin giả rồi đó, đèn mà thấy hôm qua không đó, chuyện đó mình bỏ đi, mình không nói. Dạ đúng rồi. Là có nghĩa là thấy rõ ràng cái logo là công an, thấy rõ ràng cái logo là an ninh TV, đủ mà nó cũng giả luôn mày, thì đủ bây giờ biết tin ai? Giả hết, giả nhiều lắm. Giả hết. Cái đó bởi vì mình nói là quyền thay mặt, và mình mới nói nhắn mạnh rồi, cái người ăn thua là cái người mà thưởng thức, cái người nghe, người nhìn, người thấy đó, là phải lựa lọc thông tin, chứ không phải mà đụng a thằng phụ vô thì đụng a thằng phụ vô là coi là dính bẫy liền. Và ta nhắc lại nghe cái live ngày hôm qua kia, bố nói con là ngay bây giờ cái chiến tranh của nó là chiến tranh không gian mạng, có nghĩa là nó dùng truyền thông để mà nó đánh phá, mà nó không phải mới đây. Đúng rồi, cái chuyện này là xảy ra rất là lâu rồi, cái thời chế độ cũ xưa rồi, xưa rồi. Đúng rồi. Hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì vì chỗ đó ra, nó tác động người dân rất là lớn và nguy hiểm cực kỳ. Nhưng mà làm sao cấm được? Làm sao cấm được? Người ta có biện, đó là tự do, đó là tự do ngôn luận. Mà tự do ngôn luận tụi dạng xấu, mày hiểu không? Cái tự do ngôn luận mà anh nói đúng, cái chính kiến của anh ok, rất là nhiều người hưởng ứng thì không ai cấm cả. Nhưng cái điều là anh xuyên tạc, anh bôi nhọ, anh đạp đổ, rồi anh làm đủ trò hết. Anh lấy lãnh tụ người ta ra anh làm chài cái chân như này kia, hoàn toàn cái điều đó không nói vấn đề, coi như là về đạo đức anh không có luôn, có nghĩa là anh làm gì là anh không có đạo đức. Đúng là rồi, rõ ràng có bây giờ thành ra vì chỗ đó tôi nói thật, nhưng mà nhất cái đầu nhất cổ đó, bây giờ thiệt mày, bây giờ không biết làm sao mà để nói được, bây giờ cái đó mà nói làm sao được. Nhà nước mình, tao nghĩ là nhà nước cũng đang khó xử đó, bởi vì anh tự do ngôn luận nhưng mà trên cái chính kiến nó phải rõ đúng ràng rồi. Là mạch lạc và không xuyên tạc thì ok, ai cũng chấp nhận. Mà hầu như bây giờ là hầu như là xuyên tạc 100%. Nó thẳng là như vậy. Nên ra rất là bức xúc, nhưng mà mình biết làm sao. Nó thẳng là rất là mệt mỏi. Mình ra viết đôi lúc đó, mình những người như tao, nhiều khi tao cũng lên tao chán. Chán là ở chỗ này. Chán có nghĩa là mình nói gì thì nói. Mình nói với tao thí dụ mình nói, bố với con nói chuyện rất ư bình thường, phân tích một vấn đề, ví dụ là nó nhạy cảm mà nào nhạy cảm trên vấn đề thế giới hoặc là những tin tức của phương Tây hay kia, mình bố sẽ nó cảm được đuổi ngồi đủ mấy cái dây già này mỏ đen như móng chó rồi, để đại khái nó chẳng đâu đâu chứ không có vô trọng tâm mình nói. Thí dụ như là nó phản biện chính kiến lời đó, ông đó ngày đó tháng đó như vậy như vậy, bắt nghĩ lại coi đúng hay là không, hay sao, hay là còn lại đại khái là sao không, đủ cái chữ mình rượu mõm này kia đen hoặc là tóc bạc hoặc là xấu trai hay là đồ thứ gì đồ bưng bô gì đồ khái gì đó. Nó chẳng dính gì chứ, nó không có ăn nhặt gì gì đó. Mình thấy rõ ràng không, là khi họ chấn áp miệt thị nó cũng thật nó ghét nó cũng thành công, cái hẳn nó cũng thành công. Người ông bà ta thường thường ta nói hay rất là hay, thương nhau là thương cả đường đi, mà ghét nhau thì đủ ghét cả tông ti họ hàng đủ bất đắc dĩ nó người Việt Nam nó nói gì đó. Nó không chứng tỏ là nó không quân tử, nó không có quân tử, đại trường phu không phải vậy. Đại trường phu không có vậy, mà cái thời đó kỳ cục quá, tao không biết sao tao nói biết nói gì giờ. Đổi qua vấn đề khác. Nhưng mà mày... bố thấy tác hại của truyền thông bẩn nó nguy hiểm không? Dẫn đến cái cụ thể thôi. Bố nhớ không? Bố nhớ hôm trước chúng ta làm cái clip mà chúng ta chia sẻ cái đoạn clip mà một cái ông mà người Mỹ ở Los Angeles mà cái ông phản ứng cái vụ xăng lên mà ông đổ thừa cho Putin không? Ông đổ thừa cho Putin, bố nhớ không?
đúng đó, rồi. chứng tỏ là gì? Ý câu chuyện cô muốn đưa ra đó là những người đó đó là những người phương Tây, những người Mỹ đúng không ạ? Là chúng mọi người đều hiểu là gì? Họ sống trên một đất nước văn minh, đất nước thế này thế nọ, mà họ còn không nhận ra được đúng sai ở điểm nào. Thấy chưa? Cái chuyện xăng lên giá ở nước Mỹ thì họ không cần biết gì hết, họ lại đi đổ thừa cho tổng thống Putin là tại ông Putin mà xăng lên. Tức là thấy nó cười không, không có suy xét không gì cả. Đồ má khổ quá, trình độ thì hạn hẹp, đây bên Mỹ thì cũng vậy thôi, bây giờ giật giá ta tăng rồi Covid đi bệnh dịch này kia đủ bao nhiêu tội lỗi là cái dồn nó đè đâu ông Joe Biden này đủ mà nó đút vô nó gọi là 7 lần đủ mà tại vì ông á, mà tại vì ông nó xăng nó mới lên, tại vì ông giật giá nó mới lên đủ bệnh dịch chết thì cũng tại vì ông luôn đủ khổ vậy. Ta thấy cái ngu rồi chứ ta bị nói mình cãi nó mỏi miệng lắm mà họ không biết bởi vì nó không có kiến thức. À, nó đặt nó riết rồi bây giờ nó ghét ổng, đặt tên là 7 lần luôn à, đủ mấy buồn cười thiệt, thiệt tình là đủ, nó thiệt khổ bởi vậy đầu óc, bởi vì thằng Đỗ Dũng đôi lúc nó nói nhiều khi tao cũng ghét mà nhiều khi nó nói cũng đúng, nó nói là cái gì ta, dân Việt Nam là những người Việt Nam sống bên Mỹ này không đáng một xu bởi vì đủ mà họ rất là uổng bởi vì họ không có đủ trình, nó thẳng vậy nó không có đủ trình, Đúng rồi, đúng rồi. nó không đủ Đúng trình. rồi. Nó xoay lại cái vấn đề bố nhớ không? Bố nhớ là trước đây nhiều người họ nói là nước Mỹ là nước văn minh hay nước Anh là nước văn minh. Chúng ta phải rõ ràng một điều. À quên, Không có nước bóng nào văn bóng minh này cả, tôi chỉ có con người này văn nè, minh hay tôi nói không cho văn mày minh nghe. thôi. Bố công nhận Đúng không? rồi, bây giờ đúng rồi. Em tôi nói cho mày nghe vui lắm, từ xưa giờ nó ca tụng nước Mỹ là thiên đường, cái không có chuyện gì mà gọi là nước Mỹ rất là nhân văn, nhất nhất nước Mỹ là đạo đức, là nước Mỹ là tụng lum tà la trên cỏ, nhưng mà nó có cái này vui lắm kìa. À, cái này là tin chính thống nha, VTV đưa lên chứ không phải tao ưa nha. Rồi mới buồn đừng chửi nha, chửi là tôi chửi lại, chịu quá. Rồi má. Thì Đồ quá trời ơi, đồ má chữ tao là chữ lại, đồ má cho tụi mày nghe để tụi mày nói tao lo láo. Đây, tụi mày nghe nghe. khuyến cáo là các tài xế cần có thêm biện pháp để bảo vệ phương tiện của họ khỏi nạn trộm xăng trong bối cảnh là giá nhiên liệu tăng với tốc độ chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua. Cảnh sát Mỹ cho biết là kẻ trộm khi phát hiện những chiếc xe có xăng đầy bình sẽ tìm cách để tiếp cận xe và cắt đường ống nạn nhiên liệu để rút xăng. Do đó thì người dân được khuyến cáo là đỗ xe tại những nơi dễ quan sát, tránh đỗ xe lâu ở nơi công cộng và mua khóa nắp bình xăng. Đầu tháng này, sở cảnh sát Atlanta của Mỹ đã bắt giữ một đối tượng có hành vi ăn cắp xăng. Còn tại tỉnh bang British Columbia, đủ mát từ xưa bây giờ dân Việt Nam nè, ta nói Việt Nam chào luôn, Trường Giang. mày thấy tiếng người mà đủ mát mà rình rình cái xe mày đang đậu đậu cái đụng lại đi giật ống xăng hút xăng ăn cắp xăng không? Tao thấy Việt Nam cũng có cái vụ đó. Ê, Mỹ có nghe, lên báo đài đàng hoàng nghe, không phải tao nói nghe, đủ đừng đừng chửi tao nghe, chửi tao là tao chửi chết mẹ luôn Bố á, đủ sao mới lên sao báo là Mỹ. sao hôm bữa bố hôm bữa hôm bữa đi con có gặp một cái comment á, bên đó họ 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 phản biện, họ bảo là mấy ông nào mà nói bên đó ăn cắp xăng á là xuyên tạc, tức là không Đó, phải có nghe họ ăn báo đài cắp lên nói không? xăng mà do họ nói vậy nè, họ nói là do bên đó đó thời tiết nó lạnh, đâm ra là xăng nó bị đông cứng lại, cho nên là những người đó họ cố tình họ khoan bình xăng ra để họ mang về họ hâm nóng lại cho nó xăng nó chạy ra để họ chạy thôi, chứ nó Đúng, đông cứng thành đá rồi đó phải không, đúng chứ rồi, họ đâu quan trọng đâu. cái này đó chỉ đưa lên đầu hoàng sẽ bắt đầu ở dưới, nếu mà đăng lên YouTube bắt đầu nó chửi ta rồi đủ má, cái thằng già bưng bô đủ quá, nó một cười nó chẳng bao giờ nó nói cái chuyện đúng chú đúng, ta mới đụng ra đủ má nó già rồi chết mẹ mới đi đủ mà bưng bô đủ hát như vậy đủ má nó quá nặng cái gì cũng thấy đó nói mày vậy nói mày vậy tao cái chuyện tào lao mới cho nó thiệt mày tôi chán tôi giờ chán hết cái việc vụ đó là tiền tôi chán rồi mọi gì cái đôi lúc là hài hước tao nên hay hài hước buồn cười nhưng mà hầu như những cái điều mà bố nói ra hầu như là đúng phải mãi 100%. Bây giờ nhắc lại một cái câu bây giờ khoa bỏ vừa đi thì dù ngày hôm qua nay thì nói chung là các anh chị em mà nói chung là mà biết An Nhiên phải không, thì An Nhiên hôm nay bữa Chào nay biết bữa sáng nay là ao máy khách nó xịt chào mấy chỗ em rồi, coi như An Nhiên đã bắt đầu từ hồi hồi à. phục rồi, tỉnh lại rồi với mặt hồi phục rồi, thì mình cũng có một cái lời chúc mừng cho An Nhiên, con cũng biết An Chúc Nhiên rồi, mừng, An Nhiên dạ đã đúng rồi, bị hôn mê sâu 3 tiếng dạ đó. Thì đó thì coi như hôm nay bố lợi dụng cái like này để bố nói tụi con thông báo cho con biết là hiện giờ An Nhiên đã qua khỏi cơn nguy kịch đó, vậy đó thì dạ
Đây, cũng mừng tại nhà qua xin này, mọi người chia vui quá trời luôn. Nó gọi tao quá trời luôn, tao biết trái máy luôn mà luôn, tao đâu có biết gì đâu. Thì tao nói mày giải nghĩa cho mày nghe, mình chỉ là thương nó, cũng tự nhận nó là con cái này kia, cũng là trên không gian mạng mà thôi. Cái thực chất á, tao đâu có biết nó nhà ở cửa ra đâu, đâu có biết nó qua nào qua lại. Nhưng mà được cái mến nó là tại vì nó là con gái mà dám nói lên những cái chuyện mà cần phải nói, giống như tao cũng kiểu gì đó. Nhìn như vậy nhưng mà mình thương nó vậy, mình cứ nói con quen thôi, nhưng mà mình cũng rất là thương nó. Thế thôi, bây giờ nó qua hết cơn nguy kịch thì bố thầm mong là cảm ơn mọi người đã hỏi thăm nó. Ok thôi bố xuống nha, từ nào có gì vui vui cho nào lên đi. Rồi chứ thực chất thì bây giờ cái chuyện mà truyền thông tao chán lắm rồi. Tao không biết bà hằng ai mà muốn chuyện đội bộ ra mai mới biết tao muốn gì, nhưng mà tao muốn nói là cái vấn đề là vấn đề truyền thông xấu, truyền thông bẩn. Ở đây mình muốn nói là chuyện không bẩn, kể cả cái chiến tranh của Ukraine và Nga, họ người trong nước báo trong nước cũng vậy nữa. Có nghĩa là họ xuyên tạc, đó là có cái ý đồ rất là xấu. Mà có thẳng như mày, từ cái chuyện nhỏ, từ cái chuyện mà hễ có một người nào đó mà hơi có chút xíu về vấn đề, có nổi tiếng rồi, có những chuyện gì thì họ cũng xuyên tạc. Mà người ta nói từ lâu rồi, cái tánh của ta nó kỳ lắm, mặc dù là cọc mịch thiệt nhưng mà ta khoái sự thật. Cái chuyện gì nó thật thật mà thôi cũng được, miễn là thật thì thôi, đừng có xuyên tạc. Mà ngược lại tao gặp toàn đến đời này là toàn là xuyên tạc không mà đủ, không ăn nào thật cái chân mà sao tao không hiểu nổi. Thậm chí tao rất là quải luôn á, thành ra giờ mình nói gì thì nói, chứ thực chất ra cái điều đó tao thấy cũng khó chấp nhận là bởi vì nó kèm nhiều cái vấn đề đó. Ví dụ như nó làm trong tòa sản đó, đúng rồi, nó không có thanh liêm con mẹ vậy ra cõi, nó chỉ còn chờ trực độ xí nghiệp nào mà luôn má có này kia bắt đầu xuống, nó ra bộ nó tác nghiệp, nó xuống nó hoành hẹn, nó đòi tống tiền người ta. Việt Nam mình thiếu cha gì ngày xưa tới giờ cái chuyện đó, mà không phải Việt Nam mà thế giới cũng vậy nữa. Cái chuyện báo chí là bởi vì thường thường ông cha ta thường nói là báo mà báo gì ba nhà báo là nói láo ăn tiền, mà thiệt tình đúng y chang vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho mày nghe, nó khác hẳn hồi xưa rồi. Ngày xưa phóng viên tác nghiệp về viết bài, rồi mấy người nhân công mà họ mới sắp chữ vô trong cái bản chữ, mà nhớ ngày xưa đó nha, nó chưa có internet á, rồi sắp chữ vô rồi đem lên cái chỗ xếp keyboard là sửa bài, rồi xong in thử ra, rồi kiểm duyệt các cái, rồi xong rồi 2-3 ngày sau, 1 ngày sau mới ra được tờ báo. Còn bây giờ chỉ còn 5 phút thôi, đúng rồi, từ cái cổng A đến cái cổng B đủ bắt là nó biết mẹ hết rồi. Thành ra chuyện đó nó khó, bây giờ nó dễ lắm. Cho nên ra ngày xưa có những ngày xưa trước khi có báo chí điện tử thì ngày xưa ở Việt Nam mình, ví dụ như ở thôn quê xảy ra cái chuyện gì động trời, giết người cướp của hay đại khái như vậy, mua tới được người dân mà toàn nước thì tệ lắm, không phải cái tuần lễ là bởi vì người ta đọc báo người ta mới biết. Còn bây giờ nó xảy ra 5 phút sau ở đó là người ta biết mẹ nó hết cả nước, cả thế giới, kể cả ngoại luôn. Cho nên vì như đó họ không giấu được. Mà càng ngày thì cái sự mà truyền thông nó càng nhanh chừng nào thì sự tác hại nó càng lớn chừng nấy. Hiểu rồi không? Cái chuyện rất là lớn. Đúng rồi bố. Nó chỉ cần sửa chữ tiêu đề thôi cái clip đó đã nghị nghi người chữ khác rồi. Cái câu nói nó chỉ cần cắt bớt một từ hoặc là thêm một từ hay là cái gì đó là nó thành xuyên tạc. Thành ra mệt lắm. Khổ tao thiệt mày, rất là bất bình vậy thôi. Nó thẳng là vậy. Nhưng mà tao thiệt mày rất là khó chịu đúng không? Thói xấu của người. Ok, nhiều chuyện lắm, nhức đầu cái gì tao nói mày suốt đời, nói hoài, nói mãi nó cũng vậy thôi. Mà tao nói mày rồi, chỉ cần cho tao lên làm một tuần lễ thôi, đủ báo sạch, báo dơ gì tao cũng định đoạn đầu đài hết. Tao lên một địa gì nổ đầu cảm cho cảm mẹ nó hết là xong. Mệt. Phát xít quá. Theo cổ, đủ. Phát xít quá, okay, dạ phát xít quá. Rồi có gì vô bố lên lại nha. Dạ, yeah, ok bố.